Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Pháp luật phổ thông của Đài truyền hình Việt Pháp TV. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi cũng rất hân hạnh chào đón sự trở lại của luật sư Trần Hữu Trung. Kính chào luật sư Trung. Xin chào cô và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả sau một thời gian dài vắng bóng vì Vâng, và cũng rất may mắn là chú đã trở lại, có COVID-19. nghĩa là chúng ta cũng không phải là nạn nhân của COVID-19 phải không ạ? Vâng, về vì kiêng rất là kỹ cô. Rồi, hôm nay chúng ta có một số vấn đề mà chúng tôi muốn trình bày với Vâng. lại quý vị thính giả. Thưa quý vị, đầu tiên chúng tôi muốn nói tới vấn đề mới đây thì quý vị đều nghe trên báo chí cũng như đài phát thanh về vấn đề có một cái cuộc khủng hoảng về xây cất những cái chung cư, kể cả những chung cư rất là đắt tiền, sang trọng ở Sydney này. Dạ Bởi vì lỗi của những người thầu khoán, những người xây cất đã làm việc cầu thả. Và thứ hai là vấn đề những cái vật liệu xây cất. Thì trong nghề của chúng tôi, các luật sư làm về vấn đề tài sản, về nhà cửa, đều biết rằng trước đây chừng 10 năm trở về trước thì các cái building rất là tốt, chắc chắn. Nhưng mà từ 10 năm trở lại đây, vì vật liệu đa số từ Trung Quốc nó không đúng tiêu chuẩn, như cô và quý vị đều biết, Việt Nam chúng ta có câu là mấy chú bà Tàu màu xanh nó ra màu tím, tức là vật liệu giờ đạt tiêu Nhìn thì chuẩn rất là đẹp, nhưng mà đấy, tiêu chuẩn thì lại không có. thì đúng vậy nhé. Cho nên mới xảy ra những cái vật liệu dễ cháy chết người, không phải ở Úc mà cả London. Vâng. Đấy. Vấn đề này xuất phát từ lần đầu tiên tại London khi mà một cái tòa nhà đã bị bốc cháy, và sau đó là một cái tòa nhà tại Homebush ở Sydney Vâng. vẫn có những cái tình trạng không có vững vàng, dẫn Vâng. tới một cái cuộc điều tra sâu rộng không những tại Sydney mà tại tại Victoria cũng đã có một cái cuộc điều tra về những cái vật liệu dễ Vâng. cháy này. Chính vì thế thưa quý vị, chính phủ New South Wales phải đưa ra những biện pháp để mà ngăn chặn cái tình trạng khủng hoảng này, để lấy lại lòng tin của người dân như tôi với cô khi mình mua để ở hoặc là mua đầu tư. Thì tin mừng là thưa quý vị, từ đầu tháng 9, mùng 1 tháng 9, tức là cách đây chừng hơn một tháng, Dạ vâng. thì đã có một cái luật mới. Luật mới này nhắm vào những người thầu khoán xây cất, những người builder. Thì cái điểm nổi bật là họ, số 1 là họ yêu cầu thầu khoán xây cất và builder phải báo cáo với nhà nước khi nào anh nghĩ là anh sẽ hoàn tất cái công trình này. Nó gọi là completion date, cái đó rất là quan trọng. Dạ vâng. Chúng tôi làm cái công việc này khoảng gần 30 năm, thì trước đây cái nhận xét của chúng tôi là thế này: người thầu khoán xây cất cũng như builder họ lợi dụng cái tình trạng nó hơi mập mờ về vấn đề cái ngày họ phải hoàn tất, Dạ gọi là vâng. completion date. Dạ. Thì trong contract, cái tiếng chuyên môn họ hay dùng đó Sunset là date. sunset date, Dạ. đúng vậy. Thế thí dụ như họ nói là trong tháng 10 năm 20 này chúng tôi phải hoàn tất rồi. Thế nhưng mà họ có những cái điều khoản họ có thể kéo dài. Rồi trong thực tế là như thế nào? Họ lợi dụng, thí dụ như bây giờ cô mua một cái apartment off the plan tháng 10 này là phải giao đúng không? Phải xong. Thế nhưng mà cái anh mà gọi là developer đó, thầu khoán đó, anh ấy nhắm thị trường. Thí dụ bây giờ đến tháng 10 này Thị anh trường nó đang nghĩ, bị xuống giá. không không, anh nghĩ là đến tháng 12 hay là năm sau nó sẽ lên gấp Nếu rưỡi thế gấp đôi. thì anh sẽ kéo dài cái thời Anh gian kéo xây dựng. dài ra để làm gì? Cái anh mua nản, anh mua thấy lâu quá rồi mà vẫn không đi tới đâu, rút không mua nữa, rờ sinh đó.
thì tiếng chuyên môn gọi là rút cái hồ sơ lại thì sao? Anh developer là anh vui lắm, Có bởi nghĩa họ có vì thể lấy lại căn nhà đó, họ bán một cho một cái người mua mới với cái giá cao hơn cái giá họ correct, đã đúng bán 3 vậy. 4 năm về Thí trước. dụ như trước đây cô ký là cô mua 600, bây giờ cô rút anh bán 800, thì đấy đã từng xảy ra như vậy và xảy ra rất là nhiều. À, thế bây giờ đó, chính phủ theo luật mới yêu cầu anh phải cho chúng tôi biết cái ngày mà anh hoàn tất là ngày nào, thì tức là anh không chạy đi đâu được, vì khi anh đã notify, đã báo cho nhà nước nó thành nghiêm trọng và anh không báo không được, tại vì người ta nói là phải báo. Như vậy Đấy. thì cái luật nó ra là vào ngày 1 tháng 9 năm 2020, áp dụng cho những dự án đang bắt đầu xây dựng hoặc là đang bắt đầu cái tiến trình promotion. Còn cái dự án, những cái dự án mà họ đã bán trước đây rồi, thưa luật sư, thì cái luật này nó có giá trị hồi tố hay không? À, câu hỏi của cô rất là hay thế này. Và đây cũng là cái tin mừng. Cái luật mới này áp dụng tất nhiên cho những công trình đang và sắp xây cất. Tuy nhiên họ thồng thêm một câu, áp dụng cho những cái building xây từ 10 năm trước. Đấy, Có đấy. nghĩa là trời trời không khỏi nắng Trời phải trời không? không khỏi nắng, đúng vậy nhé. Tức là những cái trong nghề như nãy chúng tôi nói đó, là theo nhận xét của các luật sư chuyên môn như về nhà cửa, thì những cái building mà trên 10 năm cũ thì nó tốt, nhưng mà 10 năm trở lại đây thì Chất nó liệu không có không. được hoàn chỉnh. Và đó là cái mà đầu tiên luật lệ áp dụng kể từ ngày 1 tháng 9 cho những building nào xây từ 10 năm trước, tức là năm ví dụ như Năm 2010 2010 chẳng cho hạn. tới bây Đấy, giờ. thì đó là cái điểm nhé. Vâng. Vâng. Thưa luật sư, một cái điểm quan trọng mà Kim Hoàng đang muốn biết đó là với những cái công trình cũ, có nghĩa rằng họ đã đặt cọc 10% rồi và họ đang trong thời gian họ đợi settle. Nếu như mà bây giờ họ đã có một cái hợp đồng, họ nói là họ dự phóng là settle vào ngày 1 tháng 7 2020 đi, có nghĩa là trước khi luật này ra, mà cho tới bây giờ họ vẫn chưa xây xong, thì cái quyền lợi của người mua trong những cái trường hợp này sẽ là như thế nào Thế ạ? này thì được bảo đảm bởi cái luật mới này. Ví dụ như bây giờ anh phải cho chúng tôi biết và phải báo cho nhà nước biết cái ngày nào anh sẽ hoàn tất. Đấy. Cái luật lệ thứ hai mà người ta đề ra và có lợi cho người mua đó là chính phủ bây giờ có quyền ra những cái lệnh bắt anh phải sửa chữa, nó gọi là rectification. Tôi cho một ví dụ cụ thể mà tôi đang làm. Dạ vâng. Thế thì tôi đang giúp cho một thân chủ mua một căn apartment cũng mới xây đây. Thì tôi có advice người thân chủ tôi là cái building này nó có vấn đề. Tại sao? Cao sổ vừa mới ra một cái order bắt thay cái lớp ngoài gọi là cladding. Dạ, cái phần dễ cháy đó. Tại vì cao sổ nói cái phần này đúng như cô nói, nó dễ cháy và nó đã từng cháy ở London. Đấy, cho nên nếu mà thay đi toàn bộ cái building lớn như vậy là phải tốn mấy triệu bạc. Bởi sao? Vậy phải có những cái cần cẩu này kia rồi những cái công trình lớn. Thế thì người ta tốn tiền. Trừ khi nào cái người developer và cái người builder họ tự làm, họ bỏ tiền ra, nhưng mà nếu mà họ, thí dụ như họ lì họ không làm thì phải kiện họ. Đấy. Mà phải kiện thì phải thâu tiền của từng Tất từng cả người những cái một, người resident sống đúng trong cái vậy. building Còn đó. thắng hay không là cái chuyện mà sẽ xét sau, nhưng mà hiện thời thì phải bỏ tiền ra để có tiền thuê luật sư đi kiện. Đấy. Thế thì nó có một cái nó gọi là special levy, là hàng ngày hàng tháng bình thường cô vẫn đóng 3 tháng một lần, ví dụ như 500 700 vân vân, nhưng mà vì đi kiện á thì mình phải bỏ tiền ra trước. Đấy, nó có cái special levy, phải chấp nhận cái risk đó thì hãng mua. Đấy. Cho nên bây giờ chính phủ có quyền gọi là ra những cái lệnh bắt người ta phải sửa, nó gọi là rectification.
Có nghĩa là builder, những cái người builder trước đó là phải trở lại để sửa, chứ không phải là những người Thì đúng occupy, rồi. không phải là những người chủ Nào cái nào unit nào này nữa. bắt sửa mà anh lì anh không sửa anh trốn thì anh sẽ bị phạt chẳng hạn. Đấy là cái biện pháp thứ hai. Có một cái biện pháp đi song song đó, tức là chính phủ có quyền stop work, tức là không cho làm nữa vì thấy nguy hiểm. Và tất cả những cái luật lệ như thế này đều nhắm là gây lại cái niềm tin của công chúng về vấn đề xây cất. Và người ta cũng đã tiên liệu rất kỹ, cho nên những cái người mà đã xây trước đây khoảng 10 năm nó cũng không có chạy được. Dạ, những người đó là đang rất là hồi hộp, là không biết là council sẽ gửi giấy tới lúc nào để mà yêu cầu thay đổi những cái cấu trúc của một cái tòa nhà. Đúng vậy nhé. Bởi vì nếu không thì người dân người ta không mua đầu tư nữa, và người người dân mua để ở người ta cũng chán apartment, người ta không mua nữa Thật sự thì là cái này nó rất là hợp lý, là trong cái mùa đại dịch, thưa luật sư, cái con số những cái căn hộ chung cư bị bỏ trống là lên đến hơn 30%. đúng Và vậy. nếu như mà không có những cái sự hỗ trợ của chính phủ như luật sư vừa nói thì người dân rất khó trở lại cái thị trường này. Vâng. Mà cái thị trường xây cất ở Úc là cung cấp việc làm rất là nhiều, và là một trong những cái kỹ nghệ quan trọng ở đây. Ấy, nó đi theo nối tiếp với nhiều kỹ nghệ khác, ví dụ như là mua nhà thì phải mua furniture chẳng hạn. Thế mà không có nhà mới thì mấy anh mà ví dụ Harvey Norman nó bán không được thì nó ảnh hưởng kinh tế Nó là chung. một cái hiện tượng domino đó, thưa luật sư. vâng Khi vâng mà nó bị sụp cái kỹ nghệ xây dựng rồi thì nó sẽ hàng loạt những cái công việc không có, và tỷ lệ thất nghiệp chắc chắn là sẽ rất là cao. Vâng, và đặc biệt là ở trong tiểu bang New South Wales là tiểu bang lớn nhất ở đây, rồi nhà cửa tại Sydney hay là Melbourne đều là rất có giá, cho nên chính phủ New South Wales kịp thời và đề ra cái biện pháp này. Và theo một số chuyên viên về luật bất động sản thì cái mô hình này là lần đầu tiên xuất hiện tại Úc. Vâng, và mô hình này là rõ ràng là bảo vệ quyền lợi của người mua. Đúng vậy. Không những là người mua mới mà những người đã mua trong vòng 10 năm trở lại đây đều được hưởng quyền lợi từ cái luật mới này. Vâng. Vâng, kính thưa quý vị, như những gì mà luật sư Trung vừa mới giải thích thì rõ ràng từ ngày 1 tháng 9 năm nay, những người mua nhà chung cư có thể là cảm thấy an toàn hơn. Tuy nhiên, luật lệ mới này không chỉ áp dụng cho những căn hộ mới mà những căn hộ 5 năm tuổi, 7 năm tuổi, thậm chí 10 năm tuổi vẫn được bảo vệ. Và do đó, nếu chúng ta đang gặp bất cứ một cái trở ngại gì trong những cái căn hộ mà chúng ta đã mua rồi và thậm chí chúng ta đã dọn vào ở rồi, thì chúng ta vẫn có thể liên lạc với luật sư để nhờ luật sư tư vấn thêm nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của chúng ta. Riêng trong những cái trường hợp mua nhà sắp đến hoặc là chúng ta đã đặt cọc rồi thì cái thời gian settlement, có nghĩa là cái thời gian nhà thầu giao nhà cho chúng ta, chắc chắn là sẽ không bị đình trệ nữa theo luật mới này. Vâng, và cũng trở lại chương trình ngày hôm nay thì một trong những cái chủ đề mà khán giả của Việt Face TV rất yêu mến mỗi lần luật sư Trần Hữu Trung xuất hiện, đó là những cái vấn đề liên quan đến visa, đặc biệt là visa vợ chồng. Và trong cái thời Covid này thì nó đã có rất nhiều những cái sự thay đổi mà ngay cả các luật sư chắc có lẽ là cũng không ngờ những cái sự thay đổi, những cái Covid nó đã ảnh hưởng quá sâu rộng đến cái tình trạng visa, những cái người nộp xin visa trong suốt 6 tháng vừa qua, kể từ khi nước Úc đóng cửa tới bây giờ, phải không luật sư? Vâng, thì thưa quý vị, thì chúng tôi xin đưa ra một vài cái điểm quan trọng mà thường ngày thân chủ thường thắc mắc, đó là vấn đề những visa nào được phép vào Úc nếu người nhà mình từ Việt Nam được cấp visa. Thì thưa quý vị, có những loại visa mà chính phủ cho phép được trực tiếp vào Úc mà không cần phải xin phép. Nó gọi là special request. Những cái visa khác thì phải lên trên mạng rồi làm cái special request giống như bộ y chú chỉ ở trên website của họ. Tuy nhiên, có những loại visa không cần phải xin phép. Nếu mình được visa thì cứ việc mua vé đi. Đó là thứ nhất là visa vợ chồng.
visa vợ chồng mà từ ngoại quốc, thí dụ như là từ Việt Nam thì nó có cái mã số visa tạm trú là 309, Dạ. visa thường trú là visa 100. 100, dạ. Và với nếu quý vị ở Việt Nam được cấp visa này thì quý vị cứ việc liên lạc với hãng máy bay, nếu có chuyến bay mình book vé vào Úc thẳng và không cần phải làm cái đơn gọi là xin phép đặc biệt. Dạ. Chúng tôi xin đưa ra một ví dụ là chúng tôi có giúp cho một thanh niên chắc độ 24, 25 gì đó, thì được cô vợ tại Úc này bảo lãnh, và tôi có báo là chồng cháu đã được Visa rồi. visa, chỉ việc nếu có chuyến bay thì mua vé mà đi. Thì tôi nói thế nhưng mà tôi vẫn nghi là chuyến bay chưa có nhé. Thì một hai hôm sau cô lại ring cho tôi, cô hỏi thăm chi tiết bây giờ nếu đến Úc cháu phải làm gì làm gì, mình phải đi đến hotel như thế nào. Thì tôi bảo ủa thế thì chồng cháu bao giờ đi, bảo chủ nhật này là chồng con là đi. Tôi mới báo chừng 2-3 hôm thì là đã có chuyến bay đi rồi. Có nghĩa rằng không phải là chỉ có người Úc hồi hương không, mà những người được visa trong cái những tháng vừa qua vẫn có cơ hội đặt chân đến Úc. Vâng, thì đặc biệt là visa partner, visa Dạ. vợ chồng thì họ cho đi và không phải xin phép đặc biệt. Dạ. Tất nhiên là như cô và quý vị đều biết là vào đây thì phải có 14 ngày quarantine, Và rồi phải mình phải phải tự trả cách tiền, ly. Dạ tự vâng. trả tiền vân vân. Thì đấy là cái chuyện khác. Nhưng mà có visa vẫn được đi như Dạ thường vâng. nếu có chuyến bay. Dạ. Visa thứ hai mà Bộ Y tú cho phép đi mà cũng không phải xin phép tắc gì đặc biệt hết, đó là visa con cái. Thí dụ bây giờ tôi bảo lãnh cho con tôi từ Huế, Hà Nội chẳng hạn, hay là Sài Gòn mà Dạ. được visa, thì cái cháu bé đó cứ việc book máy bay mà đi mà cũng không phải xin phép gì đặc biệt. Như là visa này là visa định cư, con cái qua đây định cư. Đúng Chứ vậy. giờ chứ không phải là các dạng visa du lịch hoặc là những các Nào loại nào không visa phải khác. du lịch Dạ. mà cái visa nó gọi là child visa. Dạ vâng. Còn cái đầu tiên gọi là partner Partner visa. visa. Tuy nhiên về partner visa thì nó lại có một cái dạng đặc biệt, đó là gọi là tiếng Việt mình có thể tạm dịch là visa hứa hôn, Dạ. gọi là fiancé Fiancé. visa đó. Tiếng chuyên môn nó gọi là prospective marriage, tức là sẽ lấy nhau trong tương lai. Và mã số là 300. Dạ. Thì visa này lại không cho đi. Khổ thế. Tức là người ta chưa coi là vợ chồng. Dạ vâng. Đó, cho nên cái visa này nó lúc đầu khoảng tháng 3, tháng 4 cho đến cả tháng 7 vừa rồi thì người ta nói visa này không cho đi. Rồi. Thế bây giờ thì nó hơi linh động một chút ở hai điểm. Một đó là bây giờ nếu mà visa fiancé thì tôi, cô hay cậu muốn đi đó thì phải đăng ký. Đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn đó thì cái chuyện đăng ký kết hôn nói thì dễ nhưng làm thì khó. Bởi vì đăng ký kết hôn Việt Nam ai về đấy bây giờ cô xin đi còn khó nữa là về đó để mà làm đám cưới. Cho nên có thể đăng ký de facto. Đấy. Và đăng ký de facto này thì thưa quý vị nào ở Sydney, ở Melbourne thì có thể dễ dàng. Nhưng mà có những tiểu bang khác có thể người ta không chấp nhận, trong khi partner còn ở Việt Nam. Đấy, Sydney này
tương đối là dễ nhất, bởi vì bây giờ thí dụ tôi có người partner ở Việt Nam mà tôi vẫn đăng ký được mặc dầu cô ấy không có mặt ở đây đấy. Thế thì khi mình đăng ký đó thì mình được vô. Như vậy nếu mà cái đăng ký de facto này với lại đăng ký relationship certificate thì cái nào nó có giá trị hơn, thưa luật sư? Same thing, Same nó là thing. một, Nó là một, nó là vâng. một, nó gọi cái tiếng và văn vẻ thì gọi là registration of Dạ relationship, thưa đúng, dạ. nhưng mà trong thực tế đó tức là registration cái de facto Dạ relationship. vâng, có nghĩa là một cá nhân thôi vẫn được quyền ra đăng ký cái relationship này Đúng, mà đúng. không cần phải có cái người phối ngẫu kế bên mình. Và đây là luật Đúng, lệ của Sydney. đúng, chứ không phải là cô nói chung được Dạ thưa, nha. vâng. Thế thì tôi xin nhấn mạnh là quý vị nào mà ở tiểu bang New South Wales thì yes, được. Dạ. Và người kia có thể vào. Thì Vâng. đấy là cái linh động thứ nhất. Vừa mới đây chừng một tuần lễ thì tôi lại nhận được một cái thông tin mới. Và thưa quý vị, bộ di trú như quý vị biết người ta đổi chính sách như chóng chóng. Cho nên mình phải theo dõi, update hoài, Dạ. cập nhật hóa. Thì thế này, người ta lại bảo là bây giờ những cô cậu nào có cái visa fiancé không có đi được á, cho lấy tiền lại. Đấy, trước đó được hay không người ta cũng lấy Có nghĩa tiền. là không có refund. Đúng. Cái application fee là bao giờ cũng không Không có refund. refund, Dạ. được hay thua gì người ta cũng lấy hết, người ta Dạ. khôn lắm, không bao Dạ. giờ ta lại nhả ra cả. Thế bây giờ chịu nhả tại vì đi không được. Thế thì bây giờ cho lấy lại cái tiền đó rồi khi nào có dịp mà chạy sang Úc được thì làm đám cưới ở đây rồi làm đơn ở đây thì đấy là cái biện pháp thứ hai người Nhưng ta mà nói chắc là là refund. khách hàng người Việt của chúng ta chắc không ai chọn cái biện pháp thứ hai để mà lấy tiền refund trở lại khi mà cái visa nó đã được Đúng được rồi, chấp thuận rồi, phải không đúng thưa luật rồi, sư? đúng vậy. Dạ. Thì đấy là cái biện pháp đặc biệt mà Bộ Di trú có thể nói là ưu ái để giúp những cặp mà gọi là mới đám hỏi Dạ. chưa có đám cưới. Và nhân đây thì tôi cũng xin thưa với quý vị là cái biện pháp mà mình apply, mình xin thì cái fiancé này bây giờ nó không có tiện lợi như trước nữa. Bởi vì nó có hai cái bất lợi. Thứ nhất là mình chưa thành vợ chồng. Thành ra sang đây thì lại phải làm cái hôn thú rồi mới được apply. Nó trở ngại cho những người mẹ mà đã có con riêng trước. Bởi những đứa con nó sang đây chưa có được đi học như bình thường. Mẹ không có Medicare. Đấy. Còn nếu mình làm vợ chồng mình sang có Medicare ngay rồi con được đi học thoải mái. Và cái lợi thứ ba là được tính thời gian 2 năm để xin thường trú từ ngày Từ nộp ngày đơn ở mình Việt nộp Nam. đơn. Còn sang đây mới nộp thì người ta tính là từ cái ngày ở đây. Ta cũng thường so sánh hai cái trường hợp partner visa, một là fiancé, hai là vợ Vâng. chồng. Vâng. Và trong những cái thời điểm đó thì vẫn theo tư vấn của luật sư là fiancé thì nó tương đối dễ dàng hơn, là chúng ta không bị trở ngại về vấn đề ký hôn Giấy thú ở Việt tờ. Nam. Nhưng mà trong cái bối cảnh đại dịch Covid-19 thì nó có sự thay đổi. Đúng. Rồi nó lại có một cái khía cạnh thực tế mà tôi đã gặp. Nhưng mà tôi nghĩ là trên giấy tờ ít có trường hợp như thế. Là cái người hôn phu hoặc hôn thê đó ở bên này đứng ra bảo lãnh đó, khi người kia qua đó có khi ta không muốn lãnh nữa. Có một cô đấy tôi đã kể là cô đi tu mất. Dạ vâng. Thế cô vào chùa cô tu và cô chán đời, cô không có, cô nghĩ là tình là dây oan, tu là cõi phúc, thành ra cô ấy, thôi thôi tôi Quyết dẹp, định cắt đứt hết mọi thứ tôi để mà cũng không vào lấy chùa. anh nữa, tôi muốn nương cửa Phật vì cái đó là mới phiền. Nhưng mà cái trường hợp đó cũng may là anh này là người mà cụ Nguyễn Du gọi là mày râu nhẵn nhụi mà Áo áo quần quần bảnh mảnh bao bao, là có người khác bảo thành lãnh thêm có phải người không? khác, Dạ vâng. thành ra cứu độ chúng sinh cho anh chứ còn không ấy là anh ấy phiền đấy. Thì nó có những trường hợp rắc rối như vậy. Trở lại với cái trường hợp fiancé, thưa luật sư, là chúng ta cần trong cái giai đoạn này thì để mà người người fiancé của mình được rời Việt Nam qua Úc thì cần có một cái de facto hoặc là một cái relationship Đúng certificate. rồi. Những cái certificate
rất là dễ dàng xin phải nên là phải New South Wales. Đúng vậy. Trong những cái trường hợp nếu như mà họ trước đây khi họ nộp hồ sơ họ sinh sống ở những cái tiểu bang khác, chẳng hạn như Victoria hay là Queensland, và trong cái thời gian này hoặc là thời gian sắp tới họ dời về Queensland, New South Wales để sinh sống, thì như vậy họ có đủ tiêu chuẩn để xin cái certificate này ở New South Wales? Nếu mà họ chứng minh được là họ cư dân của New South Wales thì yes, về vâng. họ có thể xin. Vâng. Vâng. Câu hỏi này khá là quan trọng, và nếu như mà quý vị có một cái sự thay đổi gì đó trong cuộc sống mà chúng ta trở thành cư dân của New South Wales thì vẫn hoàn toàn có thể tiếp tục cái công việc này và người thân của chúng ta vẫn có thể được qua Úc. Vâng. Không cần phải chờ đợi. Chúng ta thấy là có bốn cái visa nãy giờ luật sư nói, là thứ nhất là visa partner 309 hoặc là 100 là một, thứ hai là visa con cái, và thứ ba là visa fiancé là số 300. Thì chúng ta thấy là bốn cái visa đó. Còn những cái loại visa nào mà đặc biệt vẫn được cho bước chân vào Úc trong thời điểm này hay không thưa luật sư? Ngoài những cái loại mà chúng tôi vừa kể thì chúng tôi không thấy Bộ Di trú đưa ra một cái loại nào khác. Họ vẫn cho vào, tuy nhiên phải xin phép. Dạ. Những cái loại này chúng tôi xin nhấn mạnh là được vào nhưng không phải cần xin phép gì cả, cứ việc mua vé rồi đi thôi. Vâng. Vấn đề là chúng ta có tìm được chuyến bay qua Úc hay không, bởi vì các chuyến bay thương mại thì nó rất là hiếm. Cho tới thời điểm này thì duy nhất chỉ có chuyến bay thương mại từ Auckland qua Sydney mà thôi, và vẫn chưa có những cái chuyến bay thương mại khác. Khách hàng của luật sư Trung mà vừa mới cậu, một thanh niên 24-25 tuổi vừa mới được qua đến đây, chắc có lẽ là cũng là trường hợp may mắn khi mà tìm được chuyến bay qua đúng Úc vậy. Trong thời điểm này. Đúng vậy. Vâng, ngoài ra trong cái visa vợ chồng nó cũng có một vài sự thay đổi, mà có những cái sự thay đổi này rất lớn phải không thưa luật sư? Thay đổi lớn thế này, quý vị chắc chắn là đã nghe trên media, trên truyền thông nói chung, là trong cái budget năm nay chính phủ đưa ra một cái đề nghị, tôi xin nhấn mạnh là mới đề nghị thôi, chưa có thành luật. Và người ta nói là có thể áp dụng vào cỡ tháng 6, tháng 7 năm tới. Thường thường là tháng 7, từ mùng 1 tháng 7 là hay thay đổi. Thì họ đề nghị gì? Họ đưa ra một đề nghị và hiện nay là bị tấn công tới tấp. Đó là họ đòi những người xin visa vợ chồng phải biết tiếng Anh. Thì đây là những cái điểm mà chúng tôi xin quý vị lưu ý. Không phải là người được, cái người xin visa ở Việt Nam chẳng hạn phải qua cái thử thách tiếng Anh, mà ngay cả cái ông chồng lãnh ở bên này, nó gọi là sponsor đó, cũng phải biết tiếng Anh. Thì đấy là cái đòi hỏi nó hơi vô lý, có thể nói là vâng, nó hơi vô lý. Ví dụ như là bây giờ mà tôi cũng hay gặp, thì cô cũng biết rồi, có những vị lớn tuổi về Việt Nam, người ta gọi là lãnh đào nhí chẳng hạn nhé. Thế thì đào nhí của mình thì còn trẻ, tiếng Anh có thể nó học nhanh, còn mấy cụ ở đây thì bây giờ đi học là cả vấn đề. Đấy, thì cái đòi hỏi của họ, lúc đầu tôi mới nghe, tôi cũng nghĩ là chắc là chỉ đòi cái người applicant thôi. Yeah. Bây giờ lại đòi cả người sponsor nữa. Thế thì đó là một cái trở ngại lớn cho những người muốn cưới vợ ở Việt Nam rồi. Tuy nhiên cái nhận xét của cá nhân tôi là sau khi đưa ra cái bản tin này, chính phủ bị phe đối lập tấn công tới tấp và công chúng nữa, các cái hội nọ hội kia về di trú. Di trú hoặc là những người bênh vực cái thiểu số, thì họ nói đây lại trở lại chính sách da trắng. Ngày xưa có những cái test rất là vô lý. Thế thì bây giờ bị tấn công như vậy, cho nên ông Bộ trưởng Bộ Di trú thì ông có đưa ra lời giải thích, và cái nhận xét của tôi thưa quý vị là có thể là giơ cao đánh khẽ. Tại vì sao? Bởi vì ông nói thế này, ông nói người ta hỏi cái test nó sẽ như thế nào, cái bài để thử tiếng Anh của ông như thế nào, thì ông bảo là cái vấn đề là chúng tôi muốn thấy cả hai vợ chồng tỏ ra cố gắng để học tiếng Anh, tức là reasonable effort
chủ đơn English. Rồi ông lại giải thích, có 500 giờ đấy, đi học đi. Vậy là nó tương đương với 510 giờ Thế chương trình thì của chính phủ. 510 giờ đó là cứ đi học và lấy cái chứng chỉ chẳng hạn thì có thể yên, bởi vì đó là reasonable effort. Giải thích thế nào thưa quý vị cũng được hết, và đây mới chỉ là đề nghị, là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai đó, người ta áp dụng không phải áp dụng ngay và nửa năm sau, tức là cỡ tháng 7 năm tới. Và thứ ba, như quý vị đều biết là thường thường visa vợ chồng nó có hai bước. Bước đầu gọi là tạm trú, bước thứ hai thì mới cho thường trú. Thì cái giai đoạn tạm trú đó người ta không bắt, nhưng mà cái giai đoạn mà thường trú thì họ đòi. Đấy. Và họ đòi thì mới thông báo thì ai cũng tưởng là sẽ ngồi xuống xong rồi phải thi test, giống như là Giống mình như đi là thi đó. du du sinh mà phải trung Đây, cấp những cái trình độ tiếng đây, Anh. đây. Thì nó không đến nỗi như thế. Bởi vì test như thế thì có thể là 99% là rớt. Thì bây giờ đó ông Bộ trưởng Di trú mới lại vuốt dân, mới nói không, tôi chỉ đòi gọi là chứng tỏ có một cái sự cố gắng, gọi là reasonable effort, tức là cố gắng hợp lý để mình trau dồi tiếng Anh. Rồi ông lại nêu ra đấy 510 giờ thì người ta đoán là chắc đi bắt học đi 510 Có giờ nghĩa là không ai thì được hai vợ miễn, chồng. không ai được miễn chương trình 510 giờ của Đấy, chính phủ. thực sự ra cái mục đích của họ đó thì theo tôi nghĩ là họ muốn, cái mục đích thì nghe đẹp lắm, tức là họ muốn cho người di dân, người vợ, người chồng từ Việt Nam hay từ nước khác qua làm quen với tiếng Anh để dễ kiếm việc, và dễ hòa, Hòa gọi nhập là hòa vào. nhập vào cái đời sống mới, chứ cản trở ngôn ngữ thì rất là phiền. Cho nên cái mục đích của họ là như vậy, nhưng mà cái cách thực hiện mục đích là phải làm sao để về vấn đề chính trị vẫn có phiếu, chứ Dạ không vâng. thì mất phiếu hết. Dạ thưa Đó, đúng. họ cũng biết điều đó. Dạ Cho vâng. nên tôi nghĩ là đây là giơ cao đánh khẽ thôi. Chắc mình cũng không đến nỗi lo lắng lắm. Dạ vâng. Vì vì đi học thì ai cũng có thể đi học 510 Nhưng giờ. mà có chữ nó có vô đầu hay không lại là vấn đề Là khác. chuyện khác, Dạ vâng. nhưng mà thôi thôi thì mình cứ chứng tỏ mình đi học, chứ còn nếu mà bây giờ người ta là bắt giấy bút cho mình làm bài thi chẳng hạn thì đấy là vấn đề lớn, Dạ nhưng vâng. mà tôi nghĩ không đến nỗi như thế Dạ vâng. theo giọng điệu của ông bố trưởng bố À, di là tôi trú. rất cảm ơn những thông tin của luật sư Trung ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, tất cả những cái thông tin trong chương trình Pháp luật phổ thông hàng tuần của Vietfi TV luôn luôn mang tính cách là tổng quát. Với những trường hợp cá biệt thì quý vị có thể liên lạc với luật sư của mình để có thêm sự tư vấn, hoặc cũng có thể điện thoại trực tiếp cho văn phòng của luật sư Trần Hữu Trung. Số điện thoại là 9793 1600. Chúng tôi xin lặp lại 9793 1600. Mặc dù trong thời kỳ Covid nhưng văn phòng luật sư Trung vẫn sẽ có người trả lời điện thoại và vẫn có thể tư vấn cho quý khách hàng. Cảm ơn luật sư Trung Tôi đã cùng tham gia chương trình. xin cảm ơn cô, và chúng tôi xin cảm ơn và xin kính chào quý vị khán giả. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần tới.